Người nhìn thế này chắc cũng biết là ở đây Ồ, là ngồi đâu đây rồi mát đúng ở đây. không? Đây là Ở đây đảo như Ó con đó, chó trắng nhà nhà mình đi tới đây là lần thứ hai rồi. Hôm nay đi là buổi chiều, cảnh lúc này buổi Đẹp chiều hoàng hôn nó đẹp ha, nhưng mà đi giờ này mình không có tắm được, thấy mấy người ở bên cái cầu kia của được. mình ở đây bên kia. Nhà mình thì đi dạo dạo Bỏ mình thôi. lên kia. Đây nè, đây. Cái này là người ta mang tự mang áo phao đi, mình không có áo phao. Mọi người ngồi uống cà phê, uống trà sữa rồi ăn vặt, rất là Đó. nhiều người, có người dân thả bò luôn. Mọi bữa nhà mình đi thì không có đi ra tới cái khu này, mình chỉ sang bên đảo Ó rồi mình đi về. Bữa nay mình đi dạo dạo khu này nhìn đẹp ghê, cái này là chắc phải đi thêm lần nữa thôi mọi người. Trong kia lại là